Xin phép được chào tất cả các anh chị và quý khách hàng. Em xin được phép giới thiệu, đây là sản phẩm chai tẩy rửa đa năng 3T bên em. Đây, công dụng chính của chai tẩy rửa đa năng này đó chính là tẩy và làm sạch các bề mặt như là nhôm, inox. Và sau đây em sẽ thực hiện một bước, đó chính là tẩy inox bằng cách rằng là tẩy vành xe của xe máy. Dạ vâng, kính thưa quý vị anh chị, đây là chính là cái vành xe khi mà đã được đánh rửa bằng dung dịch tẩy rửa đa năng của bên em. Và đây là vành xe bị han rỉ. Và bây giờ em sẽ tiến hành test cái chai tẩy rửa đa năng này cho anh chị xem. Sau khi em tẩy rửa xong thì anh chị sẽ biết được kết quả. Rồi nhé. Và sau đây em xin phép được test cái chai tẩy rửa đa năng này cho anh chị. Anh chị lưu ý là anh chị sử dụng thì anh chị cần thêm cái bối cọ sắt này, hoặc là có thể anh chị có thể dùng một cái bàn chải bằng sắt để đánh tất khi mà chúng ta xịt sản phẩm lên này. Chúng ta dùng cái này để đánh đi thì nó sẽ hiệu quả hơn. Và sau đây em xin phép được bắt đầu. Các anh chị lưu ý là khi các anh chị xịt vào thì các anh chị chờ tầm 3 đến 5 giây để cho các cái dung dịch nó thẩm thấu vào những cái nhôm và inox. Đấy, sau đó anh chị sẽ dùng bối này đánh. Dùng bối này đánh như thế này. Anh chị có thể xịt thêm một chút. Sau đó dùng nước để rội sạch đi ạ. Ok. Và như vậy là cái bước tẩy rửa của em đã xong. Và đây là kết quả sau khi đã test. Ồ, rất là sáng bóng. Em xin phép được chào tất cả nhà nhé. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn quý anh chị, quý khách hàng đã theo dõi video test chai tẩy đa năng của chúng tôi. Nếu quý vị anh chị và quý khách hàng muốn đặt hàng thì hãy liên hệ vào trang web tantienthanh.vn hoặc liên hệ tới các cửa hàng phụ tùng xe máy cũng như các cửa hàng kinh khí. Xin được trân trọng cảm ơn quý vị anh chị rất nhiều.